Hello các anh chị và các bạn. Mấy hôm nay miền Tây nắng khủng khiếp nha. Miền Tây đang chờ mưa. Đã 4 giờ chiều rồi mà trời còn nắng rất là gắt. Nắng chang chang. Gió thì đứng phắt. Rồi hôm nay chúng ta cùng tạo một cái bộ phận giải nhiệt nha. Có thể nói chưa năm nào miền Tây nóng như năm nay. Trời rất là oi, rất là khó chịu. Đây, mời các bạn xem chế tạo nhanh cái mấy cái chai đá lạnh giải nhiệt nha. Đấy, cách làm chắc cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta cần cái quạt máy. Và sau đó thì kiếm thêm 2-3 cái chai nước. Muốn lạnh nhiều, mát nhiều thì chúng ta chọn những cái chai lớn hơn. Còn ở đây thì mình ví dụ hai cái chai cũng nhỏ gọn thôi. Sau đó chúng ta cắt bỏ nắp và dùng các cái vật hơi nóng xăm một số lỗ trên này. Rồi trước hết chúng ta cắt hai chai trước ha. Cắt để bỏ đá vô các bạn. Cắt chút xíu trên này thôi được rồi. Vị trí này được rồi. Một cái. Hai cái. Rồi tiếp theo là mình soi lỗ trên các cái khu vực trên này để cho khi mình bỏ đá vào á thì nó có các cái hơi trong máy quạt nó ra. Chúng ta vừa có thể dùng một cái miếng thép hơ trên bếp lửa nóng để là thui lỗ cho nó nhanh. Ở đây mình có cái mỏ hàn ha, có mỏ hàn chì. Nó nóng rồi mình thui lỗ cho nó nhanh. Đó. Và chỉ nên thui từ 2/3 chai trở lên thôi. Còn cái phần ở dưới chúng ta để cho nó chứa nước. Đó, chúng ta để cho nó chứa nước. Chứ còn cũng không có ấy sát quá. Những cái lỗ này để sau này cái hơi lạnh nó đi qua thổi ra ngoài. Thank you.
Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đập một ít đá cho vô đây nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta cho đá vào mấy cái chai mũ nha. Đây. Bóc vô. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến treo phía sau cái quạt máy nha. Đây, ví dụ chúng ta treo ở đây chẳng hạn. Xa ngoài này chút đi. Đây là cái quạt của chúng ta. Phía sau có treo hai chai đá. Giờ chúng ta bật nút cho chạy nha, cái số trung bình thôi. Cho đứng chỗ đi. Trời rất là mát. Mát, rất khác biệt. Nó dịu hẳn. Dễ chịu hơn hẳn. Có nước. Dưới chai đá nó đọng nước. Và hai chai này rất lạnh. Nước tan rất là nhanh. Nước nó cũng tan. Rất lạnh. Và nó rõ ràng là nó đưa cái hơi mát tới. Nếu chúng ta thấy cần phải làm cái chai lớn hơn, gấp đôi gấp ba cái này, thì mình nghĩ là nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái quạt đâu, vẫn có thể chứa được, phải không ạ? Đó, trên mấy cái móc này nè, trên mấy cái thanh ngang này chúng ta có thể móc mấy cái chai nước. Và làm lớn hơn thì rõ ràng cái hiệu năng, kết quả nó sẽ tốt hơn. Đó, còn ở đây mình làm đây mình ví dụ hai chai nhỏ thôi và kết quả rất là ổn. Rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Chúc các anh các chị có những cái ngày hè thật là mát mẻ thoải mái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.